Một huyện có đến gần 20 cán bộ bị khởi tố. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, từ lâu Đảng, Nhà nước ta đã thấy rõ tác hại khôn lường của tham nhũng và đã có nhiều giải pháp nhưng chưa đủ sức ngăn chặn được tệ nạn này. Đến khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị được thành lập vào ngày 1 tháng 2 năm 2013 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban thì cuộc phòng chống tham nhũng mới trở nên quyết liệt, giáo diết, triệt để hơn bao giờ hết. Nhiều khâu yếu, việc khó đã có cách khắc phục. Chống tham nhũng là động chạm đến đồng chí mình. Vì thế nhiều lần Tổng Bí thư chia sẻ, không ai thích thú gì việc làm này, thậm chí là đau xót. Nhưng vì dân, vì nước, vì uy tín, danh dự của Đảng mà phải làm, cắt bỏ một vài cành sâu mọt để cứu cả cây xanh, đã làm là phải nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, bất kể người đó là ai. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt trong cuộc chiến chống giặc nội xâm mang lại bình yên cho đất nước. Quý vị thân mến, các cán bộ của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bị khởi tố do liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng và Vật nuôi của huyện, chủ yếu là lãnh đạo cấp xã, trong đó có một trường hợp là bí thư đảng ủy, huyện ủy viên. Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng, Vật nuôi huyện Can Lộc, sau quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố cùng tội danh thêm nhiều trường hợp là lãnh đạo, cán bộ xã, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố trong vụ án này lên đến 20 bị can. Trước đó, ngày 17 tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 quyết định An ninh điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. 8 bị can liên quan bị khởi tố bao gồm Phan Xuân Phượng, sinh năm 1980, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng Vật nuôi huyện Can Lộc, Lê Thị Hoa, sinh năm 1976, Kế toán Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng Vật nuôi huyện Can Lộc, Trần Xuân Hải, sinh năm 1970, Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Nhân dân huyện Can Lộc, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lộc, Nguyễn Xuân Trương, sinh năm 1967, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thường Nga, Lê Duy Tiếu, sinh năm 1984, Chủ tịch Hội Nông dân Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc, Đặng Văn Mỹ, sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông Lâm Nghiệp Phương Đông, trụ sở tại thị xã Hồng Lĩnh, Hoàng Đình Tiến, sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Cổ phần Giống và Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Hà, trụ sở tại huyện Lộc Hà, Lê Thị Lan Hương, sinh năm 1991, cán bộ công chức Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc, huyện Can Lộc. Khi điều tra mở rộng, Cơ quan An ninh Điều tra tiếp tục khởi tố thêm một số bị can là lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Can Lộc. Cụ thể, tại Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồng Lộc, có 3 lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố bao gồm Trần Đình Vương, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy thị trấn, Nguyễn Đình Tứ, phó bí thư đảng ủy thị trấn và Nguyễn Bá Tặng, chủ tịch ủy ban dân thị trấn Đồng Lộc. Tại thị trấn Nghèn, chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn là Bùi Viết Hùng và phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Phan Công Lý cũng đã bị khởi tố. Ngoài ra, liên quan đến vụ án nói trên, ông Nguyễn Quốc Việt, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã Kim Song Trường và phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã này là ông Phạm Văn Hạnh cũng liên đới và bị khởi tố. Ông Trần Thành Ngọn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mỹ Lộc và một địa chính xã Xuân Lộc cũng nằm trong danh sách 20 bị can đã bị khởi tố trong vụ án nói trên. Hiện nay, Ban Thường vụ huyện ủy Can Lộc cũng đã thi hành kỷ luật về mặt đảng và chính quyền, cách hết tất cả các chức vụ, khai trừ ra khỏi đảng đối với các trường hợp vi phạm để phục vụ cho công tác điều tra. Qua đây một lần nữa khẳng định tham nhũng tiêu cực là một căn bệnh xã hội rất nguy hiểm, không chỉ làm cản trở sự phát triển của đất nước, làm giảm lòng tin của nhân dân vào đảng, nhà nước, chế độ xã hội mà còn nguy hiểm hơn là mầm mống của tự diễn biến, tự chuyển hóa, dẫn tới làm suy yếu bộ máy của đảng và nhà nước, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Cho nên việc phòng chống tham nhũng tiêu cực là một trong những vấn đề rất cấp bách. Mới đây, khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lê Thanh Vân,
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong các ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2024 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 43 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Theo thông cáo kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tiêu cực, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật phòng chống tham nhũng. Ông Vân cũng bị xác định là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị công tác đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ vào quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Thanh Vân. Trước đó, vào ngày 10 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, là đại biểu Quốc hội khóa 15 để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định lệnh nêu trên. Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Chiều ngày 10 tháng 7, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 1090, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân. Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào ngày 10 tháng 7, theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Lê Thanh Vân cấu kết với Lưu Bình Nhưỡng dẫn đến sai phạm. Quý vị thân mến, thời gian qua, liên tiếp các vụ án lớn có sự móc nối hậu thuẫn của nhiều doanh nghiệp, cán bộ từ trung ương đến địa phương đã được triệt phá, để lại nhiều điểm đáng suy ngẫm. Nhưng có thể nói đây chính là sự thể hiện rõ nét và sinh động của tư tưởng biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế, nói đi đôi với làm, của kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, phát hiện, xử lý của Đảng. Điều này cũng chứng minh rõ ràng cho việc thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo, quan điểm về công tác phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Trước hết, đó là việc xử lý nghiêm các cán bộ cấp cao của nhà nước. Họ đã phải nhận những hình phạt nghiêm khắc bởi hành vi của người có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi, hành vi tham nhũng. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhấn mạnh về việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, đau lòng. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch vững mạnh và uy tín của tổ chức Đảng, ý nguyện của nhân dân nên chúng ta phải làm, kiên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới theo tinh thần Bác Hồ đã dạy, cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây. Mới đây nhất là vụ việc đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bắt tạm giam. Diễn biến bắt giữ hai vị lãnh đạo này xảy ra sau khi Công an tỉnh Thái Bình điều tra mở rộng vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cụ thể vào chiều ngày 10 tháng 7 năm 2024, các cơ quan truyền thông của Việt Nam đồng loạt phát đi thông tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết số 1090 về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường vụ Ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Thông tin này đã gây sửng sốt cho dư luận và giới truyền thông. Như chúng ta đã biết, ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng là hai đại biểu được cử tri, dư luận và một số cơ quan truyền thông ca ngợi là những đại biểu Quốc hội có quan điểm và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng với tham nhũng tiêu cực, không quá lời khi có những ý kiến
kiến cho rằng cử tri cả nước theo dõi những buổi truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội, đặc biệt là mong muốn nhìn thấy bảng đăng ký chất vấn của đại biểu Lê Thanh Vân và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng giơ lên, bởi đó là những câu hỏi được đánh giá như khẩu đại pháo nã vào nghị trường Việt Nam, gai góc mãnh liệt trên nghị trường như vậy. Nhưng thật trớ trêu thay, đại biểu Lê Thanh Vân bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép khởi tố, bắt giam do cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình, đã được xác định là ông Lê Thanh Vân có liên quan khi thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Vụ án đang trong quá trình mở rộng điều tra, chưa hoàn tất cáo trạng nên cử tri và dư luận cả nước chưa được biết chi tiết. Hai ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân đã móc ngoặc với nhau và có những hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm ra sao. Nhưng chỉ với việc hai ông cùng liên quan đến một vụ án khiến cử tri và dư luận cả nước rất thất vọng, ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị khởi tố từ ngày 14 tháng 11 năm 2023. Kết quả điều tra cho thấy ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban dân nguyện, Lưu Bình Nhưỡng đã có những hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng. Ông Nhưỡng bị bắt là do liên quan đến vụ án Cường Quắt. Cường là một trong những đối tượng có 3 tiền án, là băng nhóm xã hội phức tạp đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Thông qua việc Cường và đồng phạm tự ý xác lập các quyền sở hữu trái phép như cắm cọc, lập vây, lập chòi các bãi chiều có diện tích khoảng 180 hectare, gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được với giá 1.500 đồng trên 1 mét khối nhân với 700 mét khối trên một tàu theo phương thức đếm tàu tính tiền, tức là một tàu vào khai thác khoảng 700 mét khối muốn đi qua bãi của Cường phải nộp 1.500 đồng trên 1 mét khối cát. Quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường đã bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở gây khó khăn dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Do có mối quan hệ từ trước, ông Nhưỡng từng nhận Cường là cháu. Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi. Đối tượng Cường đã nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội này không gây sự gây khó khăn nữa. Sau đó Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp. Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò là giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự. Việc khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lưu Bình Nhưỡng được dư luận xã hội và cử tri quan tâm, các thế lực thù địch phản động, các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước, những thế lực xấu đã lợi dụng vụ việc này để tung hô lấy cớ xuyên tạc, vu khống, vu cáo chống đảng, chống nhà nước. Đây là một trong những luận điệu kích động xuyên tạc thường thấy của các thế lực thù địch nhằm đánh cháo bản chất vấn đề. Quý vị thân mến, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với người được pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, không một cơ quan nào có thể tự mình quyết định hoặc thực hiện được. Tất cả các hoạt động cơ quan tiến hành tố tụng đều được thực hiện theo quy trình quy định, có cơ chế kiểm soát. Hoạt động của cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giám sát trực tiếp, toàn diện, chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật. Nếu để xảy ra oan sai, cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình khẳng định, ông Nhưỡng từng nhận Cường là cháu, Cường từng nói ông Nhưỡng là bố nuôi. Hành vi vi phạm của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản. Giữa Cường Quắt và ông Lưu Bình Nhưỡng có mối quan hệ thân thiết qua lại với nhau từ rất lâu, trên dưới 10 năm. Thời điểm chưa bị công an tỉnh Thái Bình khởi tố bắt tạm giam đi đâu, ngồi với ai, Cường Quắt cũng khoe rằng y đã nhận ông Lưu Bình Nhưỡng là bố nuôi. Tính đến ngày 5 tháng 1, vợ ông Nhưỡng đã cùng các luật sư đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình nộp số tiền khắc phục 3 lần. Các lần nộp gần nhau, một lần nộp 3,8 tỷ đồng, lần thứ hai nộp 2,7 tỷ đồng và một lần nộp 500 triệu đồng, đưa tổng số tiền đã nộp khắc phục hậu quả của ông Lưu Bình Nhưỡng là 7 tỷ đồng.
Còn đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964 tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, theo gia phả của dòng họ, ông là hậu duệ của khai quốc công thần Đại Đô Đốc Lê Lâm, người đã theo cha là Trung Túc Vương Lê Lai tham gia vào hội thề Lũng Nhai cùng với Lê Lợi và hàng chục người khác dựng cờ khởi nghĩa kháng chiến chống giặc Minh. Khi Lê Lâm mất được truy phong đến chức thiếu úy, Lê Lâm có con trai là Nê Niệm, là một nhà chính trị quân sự cao cấp, lập nhiều chiến công hiển hách trong thời Đại Việt. Ông Lê Thanh Vân được đánh giá là một trong những người rất nổi tiếng, cương trực, khẳng khái với những ý kiến thẳng thắn bảo vệ sự đúng đắn trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật. Sau khi học xong trung học phổ thông, ông nhập ngũ, phục vụ quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1984, ông gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1985, ông là công nhân trại giống cây trồng huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 1985 đến năm 1989, ông là sinh viên, ủy viên thường vụ ban chấp hành đoàn trường Đại học Luật Hà Nội. Năm 1990, ông về công tác tại Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước. Sau đó đổi thành Văn phòng Quốc hội và là chuyên viên vụ hoạt động đại biểu dân cử, sau đổi thành vụ công tác đại biểu. Năm 2003, ông được bổ nhiệm làm phó vụ trưởng. Năm 2008, ông đảm nhiệm chức vụ vụ trưởng giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Năm 2010, ông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm làm phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhưng việc ông Lê Thanh Vân bị khởi tố lại thu hút được sự quan tâm đặc biệt lớn của dư luận, đặc biệt là những cử tri thường xuyên theo dõi các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan Quốc hội, bởi lẽ ông Lê Thanh Vân là đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp từ khóa 13 năm 2011 cho đến nay. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân để lại rất nhiều các ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri với những dấu ấn đậm nét trên nghị trường, đặc biệt là các phiên chất vấn các thành viên chính phủ. Đại biểu Lê Thanh Vân có những câu hỏi đi thẳng vào vấn đề cực nóng, rất nhạy cảm, khiến các bộ trưởng rất lúng túng, thậm chí lãnh đạo chính phủ phải trực tiếp làm rõ, đặc biệt vấn đề về thanh tra, kiểm toán và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đại biểu Lê Thanh Vân cũng có những phát biểu đầy kiên quyết, thậm chí một số cơ quan báo chí nhận xét rằng ông là người gay gắt. Vậy những đóng góp của ông Lê Thanh Vân khi là đại biểu Quốc hội như thế nào? Thứ nhất, ông kiến nghị thành lập hội đồng lập pháp thay mặt Quốc hội hoạt động quanh năm. Ông cũng là người đưa ra các kiến nghị sâu sắc về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Ông cho rằng gốc rễ của kiểm soát quyền lực hiệu quả nằm ngay ở cơ chế phân công quyền lực mà không cần thiết phải quá nhấn mạnh đến sự phối hợp. Phân công rành mạch cũng chính là phối hợp, chính là cơ sở để kiểm soát tốt quyền lực nhà nước. Kiểm soát tốt quyền lực sẽ ngăn chặn hiệu quả các tình trạng lạm quyền. Thứ hai, ông cũng là người kiến nghị ban hành luật trọng dụng nhân tài, đặc biệt quan tâm đến chính sách trọng dụng nhân tài ngay khi mới vào Quốc hội. Tại kỳ họp đầu tiên, ông đã có đề xuất ý kiến về việc ban hành luật trọng dụng nhân tài, coi đó là chiếu cầu hiền của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hiện nay. Và ông cho rằng tài nguyên vật chất nếu cứ khai thác mãi sẽ hết, còn nhân tài là nguyên khí quốc gia, nếu càng khai thác sẽ càng thực bồi. Trọng dụng nhân tài luôn được coi là chính sách ưu tiên hàng đầu của phép trị quốc. Thứ ba, đề xuất thi tuyển thứ trưởng. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13, ông đã đề xuất việc thi tuyển chức danh đối với hàm thứ trưởng trở xuống. Sau đó Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan đầu tiên thực hiện ý kiến này. Thứ tư, ông cũng là người đưa ra ý tưởng chất vấn trực tiếp. Ông Lê Thanh Vân là một trong những người đưa ra ý tưởng chất vấn trực tiếp để làm rạch ròi từng vấn đề và trách nhiệm của các bên tại mỗi kỳ họp Quốc hội, cũng như việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc sự giám sát của Quốc hội. Ông cũng nổi tiếng với những câu chất vấn đanh thép tại nghị trường. Ngay cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên chất vấn trước Quốc hội chiều ngày 17 tháng 11 năm 2017 cũng thừa nhận phải đối mặt với câu hỏi rất thóc búa mà ông đặt ra. Quý vị thân mến, ông Lê Thanh Vân tuy đã có những đóng góp tốt, có nhiều kiến nghị về những vấn đề xã hội phải ghi nhận. Tuy nhiên, một người có thể đúng chỗ này, đúng chỗ khác nhưng không giữ gìn thì khi vướng mắc cũng phải xử lý. Ông Lê Thanh Vân có vi phạm, phạm tội thì cũng phải xử lý. Việc khởi tố và xử lý hình sự này thể hiện được quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là không có vùng cấm, không phải là nguyên đại biểu Quốc hội hay người nổi tiếng vi phạm pháp luật thì được miễn trừ. Bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Nóng khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Mai Tiến Dũng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái. Đề nghị kỷ luật ông Lê Thanh Hải. Quý vị thân mến, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo tháng 2 năm 2013 đến nay, trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn cả nước. Công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến rất mạnh mẽ, đột phá và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần rất quan trọng vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mới đây, ngày 14 tháng 5, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi đảng với các cá nhân ông Mai Tiến Dũng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái, xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải. Ngày 14 tháng 5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét đánh giá vi phạm của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước, nguyên Bí thư Huyện ủy Lương Tài, Bắc Ninh Lê Tuấn Hồng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điểm. Những cán bộ này bị đánh giá là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, họ còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều vi phạm, khuyết điểm. Các vi phạm xảy ra khi thực hiện các dự án gói thầu có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Hệ sinh thái AIC, Tập đoàn FLC và tại một số dự án sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn về tiền, tài sản nhà nước, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Bộ Chính trị quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Văn Thái và Mai Tiến Dũng. Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Thái Hà, Nguyễn Văn Khước, Lê Tuấn Hồng và Hồ Văn Điểm. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Ông Mai Tiến Dũng trước đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Ông Dũng bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến một dự án tại tỉnh Lâm Đồng, song các hành vi cụ thể chưa được công bố. Ông Mai Tiến Dũng, 65 tuổi, là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 11-12, từng làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Tháng 4 năm 2021, ông nghỉ hưu theo chế độ sau một nhiệm kỳ giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ngày 1 tháng 5, ông Dương Văn Thái bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ án tại tập đoàn Thuận An. Cùng vụ án, ông Thái, 54 tuổi, từng là trưởng chi cục thuế thị xã Bắc Giang, phó chủ tịch thành phố Bắc Giang, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang từ tháng 10 năm 2020. Ông Thái là Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm thứ 6 bị kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020-2025. Người gần nhất là bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc bị khai trừ ra khỏi Đảng sau khi bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Công an cũng bắt ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Phạm Thái Hà, 48 tuổi, quê huyện Tiền Hải, Thái Bình, có học vị tiến sĩ kinh tế, kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, CPA chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông có nhiều năm làm thư ký trợ lý cho ông Vương Đình Huệ, từ lúc ông Huệ còn làm tổng kiểm toán nhà nước cho đến khi làm phó thủ tướng, bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch Quốc hội. Khi bị khai trừ ra khỏi Đảng thì các cá nhân này sẽ rất sớm phải đối diện với những bản án và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm nghiêm trọng của mình đã gây ra. Và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến
những vụ án này. Đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 và các cá nhân có liên quan, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về quản lý sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn, kéo dài qua các thời kỳ, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại thất thoát rất lớn về tiền, tài sản của nhà nước là nguồn lực xã hội để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật xử lý hình sự gây dư luận rất bức xúc, giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ chính quyền thành phố gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại thất thoát lãng phí rất lớn tiền và tài sản của nhà nước, để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật bị xử lý hình sự gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Các cá nhân ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại thất thoát, lãng phí rất lớn tiền và tài sản của nhà nước, để xảy ra nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật xử lý hình sự gây bức xúc, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Khi đã có quyết định như thế này thì có đến 90% ông Lê Thanh Hải sẽ bị khởi tố, và chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin mới nhất từ cơ quan cảnh sát điều tra.